Bé sơ sinh 2 tháng tuổi nghi bị bạo hành nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Ngày 21 tháng 5, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cho biết đang tích cực điều trị cho một trường hợp bé gái hơn 2 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng choáng đa chấn thương, hôn mê. Trước đó, lúc 18 giờ 53 phút ngày 20 tháng 5, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhi NNTC, 2 tháng 20 ngày tuổi, trong tình trạng hôn mê. Bước đầu chẩn đoán bé bị gãy xương cẳng tay trái và tay phải, gãy xương đùi cả hai chân, chấn thương sọ não. Do bị hôn mê nên bệnh nhi phải tiếp máu, ban đầu thở qua nội khí quản nhưng sau đó phải thở máy trong tình trạng nguy kịch. Nhận thấy dấu hiệu cháu bé bị bạo hành, lực lượng công an đã vào cuộc để xác minh, điều tra và xác định được mẹ cháu bé là chị NPHA, 22 tuổi, thường trú phường 3, thành phố Đà Lạt, nhưng hiện mẹ con chị A sống chung với bạn trai của chị A trong nhà trọ trên đường Nguyễn Văn Trỗi, Đà Lạt. Bước đầu đấu tranh, cơ quan chức năng xác định nghi phạm bạo hành bé gái là Trần Hoài Thương, 33 tuổi, ngụ phường 2, thành phố Đà Lạt, bạn trai của chị A, đồng thời bắt giữ Thương để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.